Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thưởng một like kim cương, quay tay nhận ngàn quà khủng và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng, hãy đến với shopanhpo.com. Có hai bạn để cạnh nhà mình đấy anh em. Mình nghe thấy tiếng súng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây này. Hình như thầy nó nhảy trên mái nhà mà. Đúng rồi, nó vừa nhảy xuống dưới này. Mẹ, bất ngờ chưa? Thanh niên cầm P90 mà chưa kịp sấy viên đạn nào thì định mệnh đã phải lên bàn thờ ngồi ăn xôi rồi. Thường thế không biết. Làm nhẹ sương đầu trận một kiếm ấy. Thanh niên bọt lạc, hình bọt lạc. Hello, ui. Thằng này hình như nó bị ai dí mà. Có nào nó bắn nhau bên kia không ta? Nhà gà nó dí qua đây. Nhặt cái sốc vôn đã. Để rồi đan nó, sốc đan cho nó được em ạ. Kiểu nó sấy mình trước ấy, mình quay lại mình súng nó hai bên. Hợp lý vãi. Là nó đủ đam để nó chết luôn. Đúng rồi, bom kéo bên nhà kìa mà. À đâu, nhà gà kính ấy. Đó, bảo sao thằng kia nãy mẹ tự dưng nó không có súng nó chạy sang chúng mình mà. Mình sẽ có hai bên nó chết rồi. Nghe có tiếng cài mìn bên nhà sách anh em. Từ từ đã. Ui, bên nhà gà không có này. Ấy, mình nghe có tiếng nó chân lại gần nhà mình. Từ từ xuống dưới lầu chơi nó luôn mà. Hình như nó chuẩn bị công lên này. Mẹ mày chết rồi, chạy. Con khủng long hổ này. Ấy, có thì không khủng long hổ ăn em ơi. Ui rồi mẹ. Mày thoát đầu con trai. Ui, anh lại làm cho mẹ tính gì mà vút cái tâm lên trời đấy. Đấy, mình nghe có tiếng cài mìn trên nhà sách em. Từ từ đã, chúng ta lên đây gọi là check xương đấy mà. Ra đút đồ cái này em. Bé khủng long hổ tính chơi trò rút tâm vào đầu. Đây. Thấy rồi, ngồi anh em đã thấy gì chưa? Mà đúng mà anh em, nãy mình nghe có tiếng cài mìn bên nhà sách mà. Vừa thấy bóng nó chạy xuống dưới đây này. Đâu rồi? À, đây. Mày rót đâu con trai. Trời ơi, bím X4 đặt tên gì mà nghe nghe nứng quá anh em. Mình vứt mấy quả flash đi cho nó đỡ. Để kiếm cái MB luôn bạn. Nhặt đạn tiểu liên nhiều mà không có MB. Có AK này. Chắc lẽ mình sẽ bắn AK nữa, nó sẽ kiểu đam to hơn và sấy mẹ phá giáp ổn hơn nghe. Đây là cây AK dòng lửa, không phải của mình, của cô giáo nở. À không, chính xác là của cô giáo phò nha. Ấy, bị lật ngang màn hình. Ấy mẹ, bị lật ngang màn hình rồi em ơi. Ấy, ui. Có người tiếng chân bên cạnh mà. Cái bộ đồ này gọi là bộ đồ gì nhỉ? Một bé gọi là đội tóc xinh ấy. À, em gái làm gì đây? Ui, em gái lại còn tên Linh à? Thế thì mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu nhá. Cho hai viên yêu đã xúc con vào mồm liền. Giống tên mình vãi liền đấy anh em. Quay tay xương mình máu đó. Mẹ, vãi thật, tự dưng đâu ra lòi lên đây mẹ thằng. Sợ vậy. Làm nhẹ cái nấm anh em. Đói quá, chạy bộ nãy giờ đói quá. Cô giáo phò đói quá, làm nhẹ cái nấm xương mà. Bây giờ là hiện tại là bo nó không có vào xưởng anh em. Chắc lẽ mày sẽ kiếm bông keo đi tí nữa. Em nghe thấy tiếng nổ súng của anh rồi. Anh đừng có nấp đó nữa. Quăng cho nó quả lát nó chạy ra anh em. Quăng bên đây quả lựu này. Úi chết mẹ. Ấy. À, may quá anh em, nó đập đạn. Thế thì bạn chết còn gì nữa. Trời ơi, may quá anh em, mình cầm nhầm cái AK ra. À, may mà nó sấy mẹ quả, nó sấy nhảy lên, nó sấy hụt. Ê, từ từ, có thằng chạy lại sát cho mình này. Nó lùa đằng sau. Ê. À, mày. Úi, mẹ mày phò. Hình như thằng này mẹ nó cũng chơi nhân vật phò em ạ. Nhưng mà gặp phò real rồi bạn ơi, bạn đen lắm. Bạn gặp phò real là bạn chết rồi. Quay tay xương đã, mẹ tự dưng đông vãi nồi mà. Không biết từ đâu ra mà đông vãi. Qua đây xác này con, xem nó có keo không. Ui rồi, sửa giáp này. Giàu vậy. Không gì ta, không có keo ạ. Có mỗi quả đặt mẹ rồi. Ui, mình có 6 quả này anh em. Nó lại giàu luôn. Hình như trước mặt có thính rơi nữa này. Bo này trường học với lại là bo này khó đoán các em ạ. Nếu mà tâm bo ấy thính ở đây. Nếu mà tâm bo trường học thì mình sẽ gọi là dùng bông keo thần kỳ lên nóc trường học nha em. còn đấy. Ui mẹ có chấm đỏ bên trên kìa. Khả năng lại thanh niên mẹ núp biển quảng cáo rồi. Có bom keo này anh em. Bây giờ là mình lên nóc trường học ta. 9 một cái mét đủ lên không? Chắc không đủ đâu. Nếu mà lên đủ thì mình phải cần có thêm một chiếc xe nữa. Từ để qua đây check xem cái thằng này. Ui mẹ ơi, nó núp góc kia không bắn được em. Chắc bây giờ mình phải qua bên nhà nhiều lỗ quá. Đầu tư xương quả keo lên nhà nhiều lỗ mà. Đó, đầu tiên là anh em phải đặt một quả ở ngay đây này. Đó. Ơi từ từ. Vào đây chúng ta né chị hàng đã rồi lên tiếp nha. Yêu. Rồi, xong rồi anh em. Đó, bắt đầu anh em nhảy lên góc này. Đặt thêm một quả nữa. Lên nóc nhà nhiều lỗ này chúng ta cần 2 quả bạn ấy. Đó, ok. Không biết góc này mình bắn ấy. Hình như nó hở ở đâu đây, hở đầu. Hở cái đầu. Chủ tịch giả vờ làm chiến thuật để nhảy nóc biển quảng cáo mạ leo danh và cái kết đấy. Đấy có người đấy. Ui một viên vào đầu rồi kìa. Ấy, bắn được đấy. Mẹ mày. Ui, ấy, cái nút bắn. Ui. Giấy một viên đầu bao nhiêu viên đa vào người rồi. Có xe chạy xuống này. Hình như nó xuống ăn thính mà. Vãi thật đấy, xấy kia mẹ một viên vào đầu bao nhiêu viên vào người mà nó éo chết. Cú vãi lìn. Khu dân cư à đâu, từ trên này. Thung lũng chạy lên hay là khu dân cư chạy về trường học nữa. Ôi, có tiếng mìn kìa. Ôi, khả năng nhà gà có người mà. Khả năng nhà gà có người. Bây giờ chờ nó chạy bo thôi, bo về chỗ mình. Nhà gà nó không cho bo. Ê, đây này. À, ý, mày phát được con trai. Ui. Phá một keo luôn mời. Ta phá một keo luôn. Ui rồi, ôi mẹ. À, sao không giết được nó quả đấy nhờ, tức thế nhờ. Bo thu rồi con lợn Tú Bi không tình yêu. À, bây giờ không biết nó chạy bo chưa, nếu mà nó chạy về đồ thì nó né được. À, bạn chạy hướng này thì bạn chết hơn gì nữa. Chết chứ còn gì nữa. Thấy cái dây kia chưa? Một mẹ dân chơi mặc đồ bot mà lên nóc sửa đâu, lên nóc nhà nhiều lỗ giết người và cái kết. Phát tiền em ơi, phát tiền chơi. Ui bây giờ bo quan kia rồi. Chắc có lẽ mình sẽ chạy bo luôn quá. Hay mới. Chạy bo thôi nghe, chạy bo thôi. À, ai da, đau quá. Cô giáo phò mất máu, đau quá. Quay tay nhẹ đó. Ngồi góc đây cho quay tay không ăn. Ui. Chưa gì là thấy hai anh nhà em mới chỉ định mệnh lộ clip quay tay thứ rồi mà em mấy anh lại ròm ngó ghê quá vậy. Mới mẹ té máu mất tí máu quay tay mà là có mẹ hai nên đã mẹ chạy lại hóng linh rồi. Không hiểu sao nó biết mình đứng góc đấy mà nó quay lại ke ta. Bây giờ mình chạy bo đã, mình sẽ quay lại mình cam nó sau nha. Mình sẽ luồn lách qua góc này. À, tự dưng mẹ phát hiện thanh niên bờ rào bạn đấy, mọi người thấy không? Một thanh niên bờ rào, một thanh niên trên nhà ma. Vãi thật, em có thể tin được. Mới chỉ lộ linh mẹ quay tay mẹ 3 giây đã mẹ có mấy thanh niên hóng linh rồi. Đó, bây giờ là vào đây là cam bao bọn nó lại này. Ê, bọn nó bắn nhau này. À, mày hóng linh này, đấy. Có một thằng bên kia chưa chạy ta. À đây chạy này. Hóng linh mày. Hóng linh nè, hóng linh 3 giây này. Còn thằng bên trên nữa. Hóng hết linh này. Ui. Từ từ. Mình nghe có tiếng súng gần thôi. À, không, chính xác hơn là tiếng chân. Nè thì núp. Ui. Hình như nó núp trong nhà nhiều lỗ rồi. À đâu, trong nhà ba gian rồi. Bây giờ khó này. Ui, nó pha nhập kìa. Từ từ mình lùa xuống bờ đồi đã. Mình phải lùa xuống bờ đồi mà. Đó, chúng ta sẽ cam bo lại bọn nó sau. Giờ là mình để ý là có một thằng nhà ba gian này, một thằng đồ chạy bo lên trên bờ tường kia. Không biết bên dưới đây còn người không. Bây giờ mình cam thằng nhà ba gian này trước đã, không biết phải không ạ. Nãy mình nghe tiếng chân ấy, thằng trên là xuống này. Mẹ. Hình như là thằng vừa rồi nó hóng linh mình mà. Từ từ đã, bây giờ chúng ta kiếm góc chạy bo đã. Bo được 4 đứa lận. Bọn này pha nhau này. Bắn ai vậy ta? Thằng kia đặt keo rồi. Ui, á, anh ơi. Ui mẹ đúng thật này anh em. Nãy mình nghe tiếng chân nhầm đâu. Á. Mẹ mày. Núp này. Ui rồi, chết rồi. Bây giờ chỉ còn một thằng bên tay trái mình với một thằng tay phải này. Ơi, thằng bên tay trái cho bo. Mẹ em ơi. Chòm hai quả nết rồi. Thằng điên mẹ chạy ngay nghe. Từ bây giờ mình phải căn hai thằng lận. Đặt một cục khe đi. Hình như bo độ về chỗ mình ơi, bo độ về chỗ mình rồi. Ơi, nếu mà thằng bên trái nó chạy sang bên phải thì hai thằng kia sẽ đụng nhau. Ui, nó chạy lùi sang bên tay trái rồi. Khó ta. Bây giờ là mình phải bắn hai bạn. Hai thôi, thằng này phải chạy bo lên mình. Mình bắn hai lại. Một thằng chết rồi. Hay quá nghe. Ấy, chạy bo này. Mẹ. Ui, chỗ mình không phải trong bo. À, ý. Ui, nó chạy được rồi kìa. Từ từ nghe. Đặt một quả ngay đây. Góc này chắc trong bo rồi. Không được. À, ý. Đố anh bắn được em. Đố anh bắn được bé phò. À đất, cô giáo phò. Trời ơi, may quá anh em. Định mệnh quả bom kép mình vẫn được gọi là chắn được sắp. Ok thì chắc clip của mình sẽ kết tại đây thôi. Em đừng quên là để lại cho mình một like, một share, một comment nhá. Và đừng quên đăng ký kênh, bật nút chuông lên nhanh hơn. Ok thì chắc clip mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Anh em đừng quên để cho mình like, một share, một comment nhá. Và một subscribe cho cô giáo nở và anh Phò. Xin chào và hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe nhé.